Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X4 1/10/2020 nâng cấp một cái dàn trang bị đẹp đến phát hờn. Các chiếc X4 cái bản mới 2020 độ hôm nay đến từ một bàn tay nghệ thuật của anh Huỳnh. Anh ta đã chăm chút cái chiếc xe của mình sao cho ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng. Để phục vụ cho niềm đam mê xịt hàng ngày, anh ta còn bổ sung con xe cưng một cái bài độ huyền thoại mà bất kỳ anh em chơi xe nào cũng đều mơ ước. Cái cặp tay thắng tay còn bản được thay mới bằng cặp tay CIC Carbon nhằm tăng thêm cái chút thẩm mỹ cho chiếc xe này. Nguyên bản đã lên đèn LED nhưng anh chủ vẫn quyết định nâng cấp một cái bóng bi cầu siêu sáng để thỏa mãn những cái chuyến đi du lịch xa ban đêm. Vì là một xe dùng để di chuyển xa nên những cái chuyến đi hàng ngày, anh ta luôn gắn một cái cặp kính chiếu hậu để có những khả năng quan sát tốt nhất. Và cái tiếng kêu cụp cụp ở vị trí trước được khắc phục hoàn toàn nhờ vào có một cây phục Phoenix. Cái màu vàng đồng của cái vỏ phục cũng là một chi tiết để chú ý trên các đống tổng thể cái màu vàng chai này. Ngoài ra, cái dàn chân còn trang bị những cái món đồ chơi xịn sò như là heo Rainbow của Beast để của Rainbow Outside cùng với cái mâm Rainbow 8 cây. Những vị trí máy chúng ta còn thấy hiện diện của cặp lốc FX màu vàng đồng cũng có gam màu cũng rất đẹp liên lạc với cái phục trước. Bên cạnh đó, cục máy còn có một bài độ là 62 Sensin mà anh chủ đã bổ sung thêm. Nó sẽ mang tính sức mạnh là rất tốt cho con xe, giúp anh ta đạt được cái công suất như ý như bốc đầu vân vân. Cái dàn chân sau trở nên cứng cáp hơn nhờ vào nâng cấp một cái bột cấp bằng một liệp nhôm CNC siêu cứng, một món đồ chơi hiện nay được rất nhiều anh em chơi xe ưa chuộng. Hệ thống thắng cũng góp phần thay đổi như Rainbow để XR để mang lại khả năng thắng tốt hơn. Cái cấp sau CC trên bản độ này cũng là một chi tiết mà mình rất thích. Không những có độ thẩm mỹ cao mà nó còn khiến cho diện mạo con xe trở nên cực kỳ gọn gàng. Cái phục sau Hollin trên giá chắc chắn sẽ mang lại cái cảm giác giống im ải hơn cho anh chủ. Ngoài ra nó còn có thêm hai cái đấm chỉnh để có thể thay đổi cho phù hợp với từng nhu cầu khác nhau. À, tí nữa mình quên giới thiệu cho các bạn, đây là Turbo Kinrush Titan con xe. Nhìn sơ qua mình cũng đã tưởng tượng ra phần nào âm thanh hùng hổ của nó phát ra. Thay vì ốc Titan, anh chủ lựa chọn ốc xe già và những cái chi tiết ốc inox để nhấn nhá con xe này. Không những 47 nó còn giữ lại phần nào giá trị cổ điển. Queen X thay đổi toàn bộ cái dàn chân để trở nên thẩm mỹ hơn. Nhìn cái nhân vật trong clip hôm nay, chúng ta thấy được cái chiếc Queen X sau khi đã được phù phép lại và một chi tiết nhỏ thôi thì con xe trở nên hầm hổ lung linh hơn rất nhiều. Vì cái phần xi nhanh trước người chủ hay mới bằng một số ống đồ chơi tích hợp ống LED bên trong cũng rất là bật. Cái điểm lợi thế của dòng sản phẩm này là ôm sát mà tạo ra cái sự đàn lạc chế dàn áo mà không đưa ra ngoài quá nhiều như cái sản phẩm sim, cây vướng víu khi vận hành, lắp thêm dây cắt nước nhằm hạn chế tình trạng là cát đá bắn trực tiếp và cái lát tản nhiệt gây hại cho cái phần giảm nhiệt của xe. Phần đầu cũng được thay mới bằng cái kính gió SX 110 làm điểm nhấn. Một vài chi tiết ốc trên xe cơ bản đều được thay hết bằng cái đều D5 làm cho cái xe thêm chút là đẹp hơn. Các chi tiết ốc trên Queen X cũng rất phổ thông nên cái size kiểu cũng có rất nhiều và dễ tìm kiếm. Ngoài ra ở đây chúng ta còn thấy thêm heo của Pando của Beast để xứng được tinh chỉnh làm phát phù hợp cho cái dàn chân phục. Còn ở phía sau chúng ta thấy được heo dầu là Pando 2 Beast để xứng được tinh chỉnh làm phát xe ngược heo dầu phía dưới. Riết cung sẽ dầu heo được tinh chỉnh đo đạt bóng đầu phù hợp với cái chiếc Queen X. Cái giảm lốp sau cũng được nâng cấp lên thành phục Hardin bình dầu rời, một dòng sản phẩm đến từ điển nơi chi tiết nhất các dòng phục trợ lực dành cho các dòng xe phần cơ lớn phần cơ nhỏ khác nhau sử dụng. Thì danh giá này còn cung cấp những phụ tùng và được những tay đua rất là tận dụng. Dàn chân ở dùm cho mình cái bọc Orange Boy phiên bản 6 cây được sản xuất trình riêng cho Winner và Winner X sử dụng, không có bản ABS. Tháo đắp dễ dàng vì kích thước lỗ như zin không chế cháo một chi tiết nào cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.